Tiếp tục báo gã cho chú. Đèn chép ăn nhiệt tình thậm thụt phào liên tục anh em. Ăn nhiệt tình luôn. Cá Ngọc Tâm này ăn quá nhiệt. Không hời hợt đâu nha. Ở đâu thì không nói, cá ăn quá thôi chú. Thu cái cần ạ. Thu cần lại cầm dây. Trắng hay cỏ? Đen mà. Hay quá chú ơi. Nắm giờ nó chạy nó rít đầu tay bỏ sừ. Hay quá chú ơi. Quá đã. Rồi miệng ok. Cá ăn hạt anh em. Xịn sò. Xịn sò. Miệng xịn sò. Được 3 ký không? Được á, hơn á chú. Quá đã. Rồi bao nhiêu ngày chú phục ở góc này nuôi ổ nó quen rồi, nó cũng phải được đó nhé. Nó khi nào đi ăn ấy, mọi khi nó chép đúng không, nó vào nó phá. Chú, ra ngoài nha. Ôi ơi, đừng người mang mất máu. Chú đánh góc này nuôi ổ quen rồi. Dụ nó rồi. Có mấy cây lên. Nên hai em đen rồi anh em ạ. Nên hai em đen mấy em chép. Anh này được chép. Anh đây được chép. Cá với nước thôi, không có nước nó sống bằng gì, báo chép anh em, không bằng ông già, quá kiểu, chép vàng luôn anh em, trời, à, chấm đen với chép rồi đó, chưa được con chấm đen với trước đó một con chép, à, lính đánh thuê này, đấy. Lính xúc cá mướn này, anh đẹp trai này. Chép vàng chóe luôn anh nhỉ. Quá đã. Cá ăn nhiệt tình anh em.
Báo chép lên anh em. Trời ơi, cần thủ này đánh quá đá luôn. Báo cá cho chú. Cá ăn đều khắp bờ anh ạ. Chép luôn. Vô. Nó đã. Ôi, nó xuống nước mất. Chú cho dịch vào trong ấy. Đấy. Đứt rời này. Cho nó lộn hết, nó vướng hết kìa. Nó vướng hết. À, nó vướng rồi. Mình hiếp cái cá mà thứ hai thứ ba đánh 8 tiếng mà không thể đâu vịnh hiếp. Đúng lời nói mà cá nó ăn quá trời luôn. Nghe không? Đến mà lấy cá đây. Ngủ làm chi. Thì đẹp anh em. Mình bỏ cái cân lên đây nhỉ. Anh Đoàn đang chăm lại.
Này, quá thế này. Chú. À, quá. Thiệt quá đi. Thuyền câu rồi éc. Thiệt. Cao quá. Một xe cá anh em ơi. Ây à. Đây từ từ anh. Đen ăn lên quá trời luôn. Đen luôn. Cần thủ này chuyển nỗ lại làm em đen nữa. Ok. Xin một lần được móm thôi. Nhưng nó không móm cho. Không móm cho. Xin cũng không cho á. Xin ai cho. Quá đá mát trời đen ăn này anh em. Ai được đen á. Mới chuyển nỗ rồi lại làm em đen nữa. Hồ xấu 7 cây đây anh em. Nhưng cá lên rất đều. Thế ai được xúc cá đã không quá. Nhìn phát ham. Báo cá cho anh Hiền. Anh Hiền mỗi lần câu 3m6 này anh ước anh cao bao nhiêu phần ấy đỡ phải kiếm cái chân lên anh Hiền. Anh ước cái lệch nó phải ước thêm 1m nữa. Chỉ mà người anh mà ước thêm nối thêm 1m. Ủa đây. Cái chân nó mềm quá. Em tập trung vào câu nhá, nói tập trung nhìn phao là nói chuyện ít thôi. À, ông Triều lại khóc. Anh Hiền đang ước trần dài thêm 20cm anh nhỉ. Trứng nhu nên cố lên anh ơi. Thế nó mới phề chứ. Thế nó mới cảm giác chứ. Anh đứng lên cái thùng của anh nhé. Cố. Hay. Anh em ơi, đài đang báo cá. Sẩy sẩy cuốn cọc. Anh Hiền cười. Chửi có bị gì đâu. Chửi có lây bệnh nên là bị phạt gì đâu. Nhức cái lách mỏi cả tay rồi. Dừng lại luôn. Cứng đơ luôn. Hết dòng luôn. Bao nhiêu xin thua con cá. Nó thì xin anh xin nó đấy. Mày lên đi. Mày lên đi. Giờ mày xin ai, tao xin mày. Mày xin hơn. 13.000 là giá nhiêu ta? Tạ mày lên đi. Na 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 mỏi hết. Cái này đúng là đi bắt cá lớn thì thấy lắm. Ó, thằng em Tuấn nó ngồi nó cười nó có cứu đâu. Nhức hết cả cái lách. Nhức cái lách mỏi cái tay. Ước được rõ, ước câu. Câu cá ước được giật rồi dòng 15 phút rồi anh em.
Hồ hồ đông không sao, ít mấy cây độc thấy mồm là tuấn này, không thấy mồm ai. Độc thấy mồm là tuấn này. Ôi đúng góc này hôm là giờ này năm ngoái Tuấn bắt con 9kg 9. Ai da. Phê chưa anh em ơi? Thấy anh em được cá lớn ngồi cười. Em gì em thế? Cố lên Tuấn ơi. Tuấn xúc hay quá. Tuấn này xúc thế nào mà lưới á, cá ở ngoài lưới ở trong vợt á. Yo. Hàng khủng lên anh em ơi. Yo phải cá của loài anh em ơi. Dài như cái đòn gánh, dài như cái cầu chợ. Đó cái này. Rồi, qua đã. Nó đang mỏi chết. Qua đã. Chưa chắc đâu nha. Cố lên. Bỏ bằng chết. Chưa lời mặt. Hào đánh nái quá khéo luôn, quá dẻo luôn. Chưa được, cá chưa xúc được. À đã. Chù. Quá đa luôn. Mẹ. Sau cơn mưa cá ăn như chó. Thế nó bị phê gì? Nhức cái lách luôn. Đâu cái tay luôn. Rồi được kiểm lưới. Đèn đâu? Từ 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 ha. Để anh kiểm lưới có hợp lệ không?